Quay rồi hả? Ờ đúng rồi, quay rồi nè. À, con chào chú. À, con xin giới thiệu con là Phương Linh Mỹ Tho. Thì hôm nay con đến bệnh viện Đa Khoa thì có chị bên điều dưỡng á, dẫn con tới nói hoàn cảnh của chú khó khăn. À, con xin phép chú để con quay cái video để chú tiền là con báo cáo với nhà hảo tâm. Là cái tiền của người ta con dùng cho hoàn cảnh nào. Rồi với lại một cái nữa là con cũng hy vọng là sau khi con đăng lên thì sẽ có các nhà hảo tâm khác người ta biết nữa, người ta sẽ tới thăm chú. Thì hôm nay Thảo ơi, đây là Facebook của này của em Lê Ngọc Thảo, bán trái cây ở phường 7, gửi chú 300.000. Thảo ơi, ngày hôm nay là 14 tây tháng 10, chị Linh trở lại đến bệnh viện Đa Khoa thì đại diện em trao biểu thương cho chú 300.000. Chú tên là gì? Hồ Văn Bộ. Cái gì? Hồ Văn Bộ. Hồ Văn Bộ. Chú sinh năm mấy? Năm 1934. Chú có mấy người con? Có hai người mà còn một người có chồng xa, có chồng gần. Dạ, hai đứa con gái. Rồi chú nằm ở đây rồi con chú có tới nuôi chú không? Không, nó đưa xuống hả? Đưa nuôi nó đưa nó nuôi mà thằng chồng nó không cho. Chồng không cho ha. Thì thôi kệ, giờ cái hoàn cảnh của chú thì con chú như vậy thì cũng không tiện nói ha. Thì giờ thôi kệ, cái phần của mình không có được như vậy thì thôi kệ, cũng chịu chứ biết sao giờ. Nghe chú. Thì ở đây chú được cái tiền đi nuôi đi trị bệnh á, chú có sổ hộ nghèo không? Dạ có, không cái người cao tuổi. Cái sao cao tuổi? Tiền trị bệnh thì không tốn. Nhưng mà nếu mà có những cái thuốc gì ngoài á, thì mình phải mua. Thấy chú, hoặc là vô nước biển thì mình phải có tiền mua. Thì con cũng hy vọng là sau khi đăng bài thì nếu mà đủ duyên các nhà hảo tâm biết tới mà biết để giúp cho một ông lão sống có con nhưng mà không có được cái sự chăm sóc đó, thì nếu mà thương thì người ta giúp thì con sẽ đem trở vô để giúp cho chú nha. Facebook của Phương Linh Mỹ Tho thì là 0918325721. Linh nhận xong thì sẽ đến bệnh viện để trao thêm cho chú. Con chúc chú sớm khỏe ha. Cảm ơn. Dạ. Linh bye bye. Tắt nha.